Thầy chào các bạn học sinh khối 7 thân mến. Như các con đã biết, thức ăn vật nuôi là nguồn cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi hoạt động sống của vật nuôi. Vậy thức ăn vật nuôi là gì? Nguồn gốc và thành phần như thế nào? Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi ra sao? Thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu qua chủ đề vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. Chủ đề vai trò của thức ăn đối với vật nuôi gồm có: phần thứ nhất, thức ăn vật nuôi. Phần thức ăn vật nuôi chúng ta tìm hiểu hai vấn đề: thứ nhất, nguồn gốc thức ăn vật nuôi; thứ hai, thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. Phần hai, vai trò thức ăn đối với vật nuôi. Phần này chúng ta cũng tìm hiểu hai vấn đề: thứ nhất, thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào; thứ hai, vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ra sao. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên, thức ăn nuôi. Một la mã nguồn gốc thức ăn vật nuôi. Qua vấn đề đầu tiên là vật nuôi ăn được những thức ăn như thế nào. Để biết được điều này, tụi con hãy quan sát hình và nối các bức tranh bên trên với các bức tranh ở phía dưới và cho biết các vật nuôi đang ăn thức ăn gì. Chúng ta thấy con trâu ăn cỏ và rơm, gà sẽ mổ thóc, heo sẽ ăn cám. Tụi con biết rằng những vật nuôi này nó ăn thức ăn khác nhau. Vậy tại sao chúng lại ăn thức ăn khác nhau như thế? Chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm tiêu hóa từng vật nuôi. Thứ nhất, gà. Khi gà mổ thóc, thóc sẽ đi xuống thực quản, từ thực quản sẽ đi xuống tới diều. Lúc này diều sẽ làm mềm thức ăn, và sau đó thức ăn sẽ đi xuống tới dạ dày cơ. Dạ dày cơ sẽ co bóp thức ăn, và từ đó thức ăn xuống tới ruột non, ruột già, ruột thịt và đi ra ngoài. Đến hệ tiêu hóa của heo, heo cũng sẽ nhai thức ăn, và thức ăn sẽ đi vào thực quản, từ thực quản đi xuống dạ dày. Dạ dày sẽ co bóp thức ăn, sau đó thức ăn sẽ đi đến ruột non, ruột già, đi tới ruột cùng và đi ra ngoài. Thứ ba, chúng ta tìm hiểu về hệ tiêu hóa của bò. Bò người ta còn gọi là động vật ăn cỏ hoặc là động vật nhai lại. Do đó hệ tiêu hóa của bò khác với những vật nuôi khác. Chúng ta cùng tìm hiểu khác chỗ nào. Quá trình tiêu hóa ở động vật nhai lại diễn ra như sau. Cỏ được nhai qua loa ở miệng rồi được đưa vào trong dạ cỏ. Tại đây cỏ được làm ẩm, làm ẩm, làm mềm và được hệ vi sinh vật trong cỏ sinh tiêu hóa. Hệ vi sinh vật trong dạ cỏ tiết ra các enzyme tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong cỏ. Đặc biệt là vi khuẩn trong dạ cỏ tiết ra enzyme cellulase phân giải cellulose thành các axit hữu cơ. Cellulose được các vi khuẩn cộng sinh sử dụng. Động vật nhai lại thu được năng lượng từ các axit béo dễ biến đổi do các vi khuẩn này gây ra, chẳng hạn như axit acetic, axit butyric. Khoảng 30-60 phút sau khi ngừng ăn, thức ăn đã được lên men bởi vi sinh vật ở dạ cỏ, được đưa dần sang dạ tổ ong và được ợ lên miệng để nhai kỹ lại. Các sợi thức ăn đã bị phân hủy, bây giờ trở thành phần lỏng của khối thức ăn dưới dạ dày tiếp theo là dạ sách. Tại đây, nước bị loại bỏ. Sau quá trình này, thức ăn đang tiêu hóa được chuyển tới nơi cuối cùng là dạ túi khế. Thức ăn trong dạ túi khế được tiêu hóa giống như trong dạ dày người. Cuối cùng, thức ăn sẽ được chuyển tới ruột non và tại đây các chất dinh dưỡng được hấp thụ. Ở động vật nhai lại, nhu cầu cung cấp protein từ thức ăn thấp hơn với các động vật khác. Nhu cầu protein
protein thấp là do có nguồn protein do sinh vật cung cấp. Mặt khác, động vật nhai lại tận dụng triệt để nguồn tinh tươi trong ure đi theo đường ure trong nước bọt lại được vi sinh vật trong dạ dày sử dụng để tổng hợp các chất chứa tinh tươi mà chủ yếu là protein cung cấp cho cơ thể động vật. Tụi con thấy từ đó chúng ta rút ra được kết luận như sau: mỗi vật nuôi chỉ ăn được loại thức ăn phù hợp với đặc điểm hệ tiêu hóa của chúng. Ví dụ, gà thích ăn hạt ngô, thóc, sâu bọ. Trâu, bò chỉ ăn thức ăn thực vật như cỏ, cây. Heo là động vật ăn tạp. Nói là ăn tạp có nghĩa là nó ăn cả thức ăn động vật lẫn thức ăn thực vật. Vậy, từ thức ăn vật nuôi đó, chúng ta cùng tìm hiểu thức ăn vật nuôi có nguồn gốc như thế nào. Bây giờ tụi con quan sát hình cho thầy. Thầy có hình bột cá, cám, sắn, ngô, khô dầu đậu tương, bramid khoáng, bramid vitamin. Tụi con hãy tìm nguồn gốc từng loại thức ăn rồi xếp chúng vào một trong ba loại sau. Thứ nhất, nguồn gốc thực vật, động vật hay chất khoáng. Chúng ta coi đây hình là những thức ăn mà chúng ta cùng nhau sắp xếp nha. Thứ nhất, thức ăn gồm cám, ngô, sắn, khô dầu đậu tương, bramid vitamin. Động vật gồm bột cá, chất khoáng là bramid khoáng. Từ đó, căn cứ vào nguồn gốc, người ta chia thức ăn thành 3 loại. Thứ nhất, nguồn gốc từ thực vật. Thứ hai, nguồn gốc từ động vật. Và thứ ba, nguồn gốc là các chất khoáng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Thức ăn thực vật gồm các loại thức ăn như rau, cỏ, rơm, rạ, củ, quả, thân lá cây ngô, cây họ đậu. Thức ăn động vật được chế biến từ nguồn nguyên liệu động vật để chăn nuôi như bột cá, bột tôm, bột thịt, bột xương, có nhiều protein, khoáng và vitamin. Thức ăn khoáng, thức ăn dưới dạng muối không độc, chứa canxi, phốt pho, natri, clo, sắt, đồng để cung cấp chất khoáng cho vật nuôi. Từ nguồn gốc thức ăn vật nuôi đó, chúng ta hãy tìm hiểu các thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. Tụi con cùng thầy quan sát sơ đồ. Thức ăn vật nuôi được chia làm hai thành phần. Thứ nhất, nước và chất khô. Chất khô gồm có những chất như sau: protein, lipid, glucid, khoáng và vitamin. Chúng ta cùng quan sát bảng số 4, thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn. Tụi con thấy, quan sát trên bảng đây, dù những loại thức ăn nào đi nữa thì chúng đều có những thành phần như sau: nước, protein, lipid, glucid, khoáng và vitamin. Nhưng mỗi một loại thức ăn khác nhau thì các chất nó chiếm tỷ lệ khác nhau. Thứ nhất, rau muống, tụi con thấy nước là 89,40%, protein là 2,10%, lipid là 0,7%, glucid là 6,3%, khoáng và vitamin 1,5%, bột cá nước 9%, protein 50%, lipid 4,29%, glucid 11,64%, khoáng vitamin chiếm 25,7%. Đó, thưa thầy vừa đọc cho tụi con thấy được hai loại thức ăn rau muống và bột cá. Chúng ta quan sát trên sơ đồ tròn, tụi con thấy cái màu xanh lơ là nước và cái màu vàng đó là chất khô. Con thấy chiếm rất là rõ rệt. Không, rau muống nước chiếm 89,4%, còn chất khô là 10,6%. Rơm lúa nước chiếm 9,19%, chất khô là 90,81%. Khoai lang củ nước chiếm 73,49%, chất khô chiếm 26,51%.
Ngô hạt nước chiếm 12,7%, chất khô chiếm 87,3%, bột cá nước chiếm 9%, chất khô chiếm 91%. Thầy cung cấp cho tụi con vai trò của một số chất đối với cơ thể vật nuôi. Protein cung cấp vật liệu xây dựng các cơ quan, bộ phận, các hệ cơ quan của cơ thể con vật. Lipid cung cấp năng lượng, glucid cung cấp năng lượng. Nước, chất hòa tan, chất vận chuyển điều hòa thân nhiệt. Chất khoáng gồm canxi, phốt pho, natri và sắt v.v. xây dựng các tế bào, cơ quan, hệ cơ quan. Vitamin gồm vitamin A, B, D, giúp cơ thể phát triển, chống vi trùng gây bệnh, giúp tiêu hóa và giữ thăng bằng hệ thần kinh của vật nuôi. Cuối cùng, để kết thúc phần đầu tiên, chúng ta cùng ôn tập. Dựa vào những từ cho trước, em hãy hoàn thành bài tập điền quyết sau. Những từ cho tụi con là lipid khác nhau, nguồn gốc, chất khoáng, nước, động vật, chất khô, thực vật, protein, thức ăn và tỷ lệ. Thầy trò chúng ta cùng điền nha. Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ thực vật, động vật và chất khoáng. Thức ăn có nước và chất khô. Phần chất khô của thức ăn có protein, glucid, lipid, vitamin và chất khoáng. Tùy loại thức ăn mà thành phần và tỷ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau. Chúng ta đã kết thúc được phần 1. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua phần tiếp theo, đó là vai trò thức ăn đối với vật nuôi. Chúng ta đã tìm hiểu được thức ăn vật nuôi rồi, thì vai trò thức ăn đối với vật nuôi ra sao? Chúng ta cùng phần đầu tiên, thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? Tất cả tụi con quan sát bảng số 5, sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Chúng ta có các thành phần dinh dưỡng đây: nước, protein, lipid, glucid, muối khoáng và vitamin. Thầy nhắc lại ở phần trước, đó là các nhiệm vụ của các chất đối với cơ thể vật nuôi. Ví dụ như protein cung cấp vật liệu xây dựng các cơ quan, bộ phận, các hệ cơ quan của cơ thể con vật. Lipid và glucid cung cấp năng lượng. Nước, chất hòa tan, chất vận chuyển điều hòa thân nhiệt. Chất khoáng là xây dựng các tế bào, cơ quan, hệ cơ quan. Vitamin là giúp cơ thể phát triển, chống vi trùng gây bệnh, giúp tiêu hóa và giữ thăng bằng hệ thần kinh. Rồi bây giờ tụi con cùng làm với thầy. Nước qua đường tiêu hóa, chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là gì? Là nước. Protein qua đường tiêu hóa, chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ, axit amin. Lipid qua đường tiêu hóa, chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ, glycerin và axit béo. Glucid qua đường tiêu hóa, chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ, đường đơn. Muối khoáng qua đường tiêu hóa, chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ, ion khoáng. Vitamin qua đường tiêu hóa, chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ, đó là vitamin. Đó, cái bảng này đã cho chúng ta biết thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế đó. Bây giờ chúng ta dựa vào đây và hãy điền vào chỗ trống các câu hỏi để thấy được kết quả của sự tiêu hóa thức ăn. Thầy trò chúng ta cùng điền. Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. Lipid được hấp thụ dưới dạng các glycerin và axit béo. Glucid được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu. Tụi con thấy rồi ha. Tụi con mến, sau khi được tiêu hóa và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm chăn nuôi khác nhau. Và những nguyên liệu đó đã cho chúng ta biết được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. Chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 là mã. Tụi con quan sát bảng như sau. Thầy có các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.
Tiếp theo là vai trò của thức ăn vật nuôi. Thứ nhất là cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng. Cung cấp thứ nhất là đối với cơ thể. Đó, rồi đối với sản xuất và tiêu dùng thì chúng ta cũng có 5 cái: nước, các axit amin, glycerin, axit béo, đường các loại và khoáng. Đối với cơ thể, những chất dinh dưỡng này giúp cho vật nuôi được các hoạt động của cơ thể. Thứ hai là tăng sức đề kháng. Còn đối với sản xuất và tiêu dùng thì vật nuôi sẽ cho ta được cái gì đây? Thứ nhất là thồ hàng, cày, kéo, cung cấp thịt, sữa, trứng, cung cấp lông, da, sừng, móng và sinh sản. Bây giờ chúng ta hãy cùng điền vào chỗ trống với các cụm từ năng lượng, các chất dinh dưỡng, gia cầm. Thầy trò chúng ta cùng điền: thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển. Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng. Đó là những vấn đề cho chúng ta hiểu rõ được vai trò của các chất dinh dưỡng trong đối với vật nuôi. Tụi con quan sát sơ đồ như sau: nếu chúng ta nuôi vật nuôi mà chúng ta cho vật nuôi ăn tốt và đủ thì vật nuôi sẽ cho nhiều sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sẽ chống được bệnh tật và chúng ta sẽ có được, đó là sẽ nâng cao giá trị sản phẩm và chúng ta sẽ lợi nhuận cao. Chúng ta cùng ôn tập phần số 2 cho thầy. Giờ thầy có các chất như nước, protein, lipid, glucid, muối khoáng, vitamin. Và khi cơ thể hấp thụ sẽ cho ra cái gì? Chúng ta cũng nhớ lại nha. Nước qua hấp thụ, cơ thể hấp thụ sẽ cho chúng ta là nước. Protein sẽ cho chúng ta là axit amin. Lipid sẽ cho chúng ta là glycerin và axit béo. Glucid sẽ cho chúng ta là đường đơn. Muối khoáng sẽ cho chúng ta là ion khoáng. Vitamin sẽ cho chúng ta là vitamin. Rồi chúng ta ôn lại vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. Thứ nhất, thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển. Thứ hai, thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi. Phần này tụi con nhớ hai vấn đề cho thầy. Thứ nhất, cung cấp năng lượng cho vật nuôi làm cái gì? Hoạt động và phát triển. Thứ hai, thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi được cái gì nào? Lớn lên và tạo ra các sản phẩm chăn nuôi. Bài chúng ta kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc, thầy dặn dò các con một số vấn đề như sau. Thứ nhất, in hoặc chép phần bài học đã được up lên chuyên mục học trực tuyến và dán vào tập. Thứ hai, làm bài trắc nghiệm trên máy tính theo hướng dẫn. Hạn chót nộp bài 25 tháng 4 năm 2020. Chào tụi con. Cảm ơn các con. Chúc các con luôn khỏe mạnh và học tốt.